Hội thi cán bộ công đoàn giỏi lần thứ nhất năm 2014 do Công đoàn viên chức thành phố tổ chức đã diễn ra vòng chung kết vào sáng nay tại Hội trường Nhà văn hóa thanh niên. Với chủ đề Vinh quang Công đoàn Việt Nam, sau 2 tháng triển khai, đã có 21 công đoàn cơ sở tổ chức hội thi tại đơn vị, thu hút hơn 1.000 lượt đoàn viên công đoàn tham gia. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ công đoàn các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sinh hoạt và hoạt động phong trào công nhân viên chức lao động trong toàn thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.